À, các vị nghe nói một lời có được hay không? Hôm nay muốn nói với lại các vị trong trấn, một lát nữa đây tới giờ tuyển cử, tất cả hãy nhớ bỏ phiếu cho tôi đi. Sau khi tôi được tuyển chọn làm trấn trưởng, tôi bảo đảm là mọi người có cơm ăn nè, tất cả được đi học, cuộc sống ngày càng tốt hơn đó, có chịu chưa? Được không? Tốt, tốt, tốt. Tất cả lấy một chút tiền đi xài đi hả? Lấy đi. Nè, tiền lấy đi. Cảm ơn. Cầm đây. Phương Hùng ở đây làm trấn trưởng bao nhiêu năm nay, tôi lo lắng về cái vụ tuyển chọn này lắm mà. Đúng rồi. Bận tâm cái gì? Hồi trước chúng ta đối với bọn chúng không tốt đẹp gì, nhưng ông có nghe qua, có tiền có thể làm được tất cả mà. Ta đây không tin là có ai chống với lại đồng tiền của ta. Nhưng mà đã tốn rất nhiều tiền rồi, còn muốn xài đến bao giờ nữa? Là vì muốn được một cái chữ trấn trưởng nhỏ, ông cảm thấy có đáng hay là không? Nếu giống như cái lão già không chết Phương Hùng đó, lẽ dĩ nhiên là không đáng rồi hả? Xài đất thắng ta, không có làm chuyện buôn bán lỗ lã. Sau khi ta làm trấn trưởng thì ta sẽ là người cùng phe với Mã đại nhân hả? Tới khi đó chúng ta sẽ thông đồng trong ngoài như vậy. Tại nguyên sức cuồn cuộn mà tới, bây giờ quan trọng nhất là phải đá cái tình đó văng ra cả đã. Các chị Hương thân, cái số tiền của xài đất thắng các loại lấy xài đi, xài thoải mái nha, xài đi. Các vị thôn dân, các vị suy nghĩ kỹ chưa? Hôm nay tôi kêu gọi các người tới đây để làm gì biết không hả? Đó là vì lương tâm của tôi phát hiện được là tôi đây lúc trước có nhiều lỗi lầm với các vị, cho nên sau này tôi nhất định sửa đổi lại để làm một người thiệt là tốt. À kẹt, dân trà. Vậy chà, cầm lấy. Mẹ nó, tao đã chết rồi bây giờ. Ê, à kẹt, tất cả mọi người đều ăn học, ngồi nói chuyện phải tế nhị một chút đi. Đúng. Mau uống đi. Bà cô uống đi. Uống cho đã một bữa đi nghe không? Dạ uống đây. Mẹ nói chứ, uống đây. Uống đây. Các vị, sòng bạc xài tắng kể từ ngày hôm nay mỗi ngày đều có phát gạo. Buổi sáng có cơm trưa, buổi trưa có cơm chiều. Cái gì? Sao lại bỏ phiếu cho xài lão già, ủng hộ cho xài lão già? À được rồi, bỏ phiếu cho xài lão thắng nha. Bỏ phiếu cho xài lão thắng nha. Bỏ phiếu cho đừng có thể bỏ phiếu cho lão. Anh nói là tới vậy một chút đi. Uống đi. Xin hẹn ông Hai Dũng. Hữu gì à? À được cái sao? Chà, cô mời ai rồi? Đã mời hết vô trong thị trấn này, cô đã phát hết như tấp thiệp rồi. Những người qua lại ở chỗ này không có đông. Đúng rồi, con không biết nữa. Xem cô đã phát hết rồi. Xem ra tình hình vậy, hai để cha qua bên đó xem thử. Được rồi, cha hãy đi mau đi. Được. Tiểu Hồng, mau đem thức ăn ra, mau lên. À lão già, mau chạy tới rồi kìa. Xin chào. Cái tuần dạng xin mời vào trong, mời vào trong. Được. Tôi qua bên đây, bảo anh. Xin chào lão già. Không có gì, không có gì, cảm ơn. Xin mời vào trong đi. Đi đâu vậy? Thì gia Phương thiếu gia, khi chúng tôi tới đây nói chuyện này sau. Trong gia đình tôi còn có chút việc. Phương lão già, tôi xin có từ nha. Dạ. Phương lão già, tôi có hẹn với bạn rồi, ngày mai gặp hả? Đừng có đi. Lấy đề thuốc, ông không thể nào đi về. Sao lão già, kêu qua có chuyện kìa. Đi mau đây. Đây chỉ là một bữa cơm thôi, các người sợ gì vậy chứ hả? Chà, đây rõ ràng là xài đất thắng bỏ tiền ra mua chuộc, là có thêm Mã Văn Trung cái tên cổ quan này đứng sau chống lưng, cho nên bọn họ đương nhiên không dám đắc tội với hắn. Nhưng mà tình thế bây giờ đối với chúng ta bất lợi, chúng ta hãy mà nghĩ ra một phương cách khác, nếu không thì chúng ta sẽ bị thua. Ngồi đi. Ngồi đi.
à, phục vụ tốt cho các vị đại nhân đi. À, nè nè, phục vụ tốt là có tiền nha, à, tiền nè, nè tiền của cô nè, cầm đi, à, à, đây nữa nè, à, phục vụ cho tốt với các vị, đây cầm luôn đi, à, cầm lấy cái này luôn đi, à, còn dư lại của má đại nhân xin ông ấy nhận đi. À, đừng có làm gì. Hãy nhớ bỏ phiếu dùm cho tôi đi nha. À, cảm ơn các chị. Nè nè nè, xin mời một ly đi. Mời mời dùm một ly. Xà Lão Gia chúc mừng thành công nữa nha. À, đa tạ má đại nhân, đa tạ má đại nhân. À, tôi xin cạn ly này trước nha. À, mời các chị. Lão Gia, theo sự hướng dẫn của bản đồ, kho tàng đó ở dưới chân của thần Ương Điện. Nói như vậy, nếu muốn đào ra cái bảo tàng, cần phải tháo gỡ cái thần Ương Điện đó. Nhưng mà nếu làm vậy, những người trong đoàn Hồng Cốc này sẽ biết được. Bây giờ ta đang nghĩ ra cách để đối sách. Lão già, ông qua đây. Ông coi, ông coi, căn cứ theo hướng dẫn của bản đồ, kho tàng đó chôn ở dưới chân của thần Ương Điện là ở đây. Cần phải động thổ mới có thể lấy được kho tàng. Nhưng mà nếu làm như vậy, người của đoàn Hồn Cốc nhất định sẽ phát hiện được. Lão già, cái chuyện này thật là khó khăn lắm. Cũng chưa chắc được. Trên đời không có chuyện gì khó, chỉ cần chúng ta bàn kế hoạch cho thật chắc chắn, tôi tin rằng nhất định sẽ lấy được tế tài. Dư tiên sinh, Dư tiên sinh, Dư tiên sinh, ông có nhà không? Đến liền. Là tôi đây, Sảo Lan. Sảo Lan, bà đến đây tìm tôi có chuyện gì? Thật sự tôi cũng không có chuyện gì. Tôi đúng rồi, tôi cảm thấy thời tiết quá nóng nực, cho nên nấu trong một bình nước ngọt nè. Ê, ông xem, nước còn nóng lắm, ông hãy uống đi. Bệnh phu nhân bà, cái này nhuận phổi và bổ khí, còn nóng nè, ông hãy uống đi. Nè, uống đi, để trong uống nè. Tôi đang đi vào trong nhà. Không, bà quá khách sáo rồi. Bà xem nóng mực như vậy. Tôi nhớ ra rồi, tôi còn chưa quét nhà cho ông. Để tôi quét nhà cho ông. Không cần. Giờ còn áo quần chưa may giá cho ông. Bà phu nhân à, bà quá khách sáo rồi. Trời nóng lực mà hả? Như vậy ông uống mau đi, còn nóng nè. Được rồi, tôi đứng ở đây uống. Từ từ, cái chừng phẩm. Ngọt quá. Chưa đủ ngọt. Hả? Chưa đủ ngọt. Chưa đủ ngọt. Không thể nào, tôi bỏ rất nhiều đường. Bà làm phiền bỏ thêm đường đi hả? Đi. Như vậy em hãy đứng chờ nha, tôi sẽ đến liền. Được. Người đàn bà này thường hay tới đây làm cản tay cản chân. Tôi rất sợ bà ảnh hưởng tới công việc của chúng mình. Thật xin lỗi. Tôi thấy hay là nghĩ cách để cho bà khỏi tới đây làm phiền chúng ta nữa. Ê, ông qua đây, ông qua đây mau, chỗ này đã có người rồi. Ê, này nè, có người rồi. Chỗ này để cho vô đây ca ngồi. Ông qua bên đó đi, qua bên đó đi. Tôi thấy chúng ta nên nghĩ ra phương pháp khác, làm theo lời nói của ông đi. Dư đại ca, tôi gọi ông dẫn đi à. Dư đại ca, tôi để chỗ này cho ông ngồi nè, ông qua đây ngồi đi, qua đây ngồi, ngồi chỗ này nè. Dư đại ca, qua bển người đi, tôi dành chỗ sẵn cho ông rồi. Không cần. Tại sao vậy? Tôi không muốn ngồi bên đó. Như vậy không quan hệ gì, vậy tôi mang đồ ăn bên đó qua đây ăn. Khỏi cần, bà ngồi bên đó ăn đi, đừng qua đây. Dư đại ca, tôi không phải là Du đại ca của bà, xin bà đừng đến làm phiền tôi được không hả? Hả? Ông? Ông cái gì? Tôi đã chịu hết nổi rồi. Ông. Bà đừng làm phiền tôi nữa được không hả? Bà tưởng bà là ai đi? Bà là con gái 18 tuổi sao? Hay là một ca sĩ vũ nữ không qua chánh phái? Bà cái gì cũng không phải. Tôi nói các người biết, ta không có yêu thích bà đâu. Ông này, xin bà đừng có tự mình đa tình. Thật là không biết liêm sĩ gì hết. Tại hạ tự hỏi, ta không phải là người tùy tiện đâu. Bạch phu nhân, xin hãy tự trọng đi. Còn nữa, sau này
đừng để có món vật định tình này đưa cho tôi. Bà có biết hay không? Ôi, có chuyện đồ gì rồi, đúng rồi. Chắc có chẳng sao không biết. Xin lỗi, thà bà xấu hổ, tất cả đi ăn cơm đi hả? Có gì mà hay ho đâu, chỗ này không giữ ta, tự có chỗ ta đi. Ông đừng tưởng là ta không có người thương. Tự tưởng ta không có chỗ đi hả? Nè, cười cái gì? Có cái gì cười chứ? Bộ ta không có người yêu sao? Đừng có tưởng. Bà phu nhân, bà phu nhân. À, đang gọi ta kìa. À, có chuyện gì không? Bà phu nhân. Đang gọi ta hả? Có phải là Diệu Tiên Sinh bảo ta lại đây không? Kêu ta lại có phải không? Mau đi, mau lên. Không phải đâu. Vậy là gì? Đây là lương khô do Thẩm Lan Nhân kêu tôi mang cho bà đó. Bà phu nhân, trên đường đi hãy cẩn thận nha. Bà hãy đại diện cho toàn cốc này hỏi thăm thành đại ca một tiếng. Chỗ này không có giữ ta, tự ta có chỗ đi, tự ta cũng có chỗ đi. Cuối cùng đã đưa vị ông hồn đó đi rồi, chúng ta có thể thở phào nhẹ nhõm. Đàn bà đều là như vậy cả. Khi mà yêu thích ông thì cái gì cũng được, khi mà phản mặt rồi thì coi ông như là một kẻ thù giết cha, hung tợn lắm. Không có bà cản tay cản chân, chúng ta có thể làm chuyện đại sự chúng ta. Nhắc tới cái chuyện bảo tàng này, trước hết chúng ta phải làm là như thế nào để giải quyết được chuyện ở trong Thần Ưng Điện. Người đoạn hồn cốc đối với Thần Ưng Điện phùng thời với thần minh, để muốn tháo gỡ cái điện này không phải chuyện dễ. Bây giờ còn có thể mượn lý do là cái chân ông còn đau, chúng ta mới có thể tiếp tục ở lại đoạn hồn cốc. Nhưng mà vết thương chân trước sau gì cũng sẽ lành lại, nếu chúng ta không chịu bỏ đi thì sẽ bị người khác hoài nghi. Cần phải nghĩ thêm một cách vẹn toàn chi sách. Lão già, chúng ta có thể đưa Giang Nguy vào tay. Giang Nguy con người này rất là hảo thắng ham vui, nhiều lòng tham lam, lại là một cốc chủ. Vậy chúng ta có thể mua chuộc hắn. Không, không phải là mua chuộc, là lợi dụng. Không những chỉ lợi dụng hắn, vậy còn lợi dụng luôn cả đoàn hào cốc này nữa, giúp cho chúng ta thành tựu đại sự. Dạ, chỗ này thật là vô nhân diện mà, kêu tôi đi đâu để tìm người đây? Dạ, trời đất ơi, bây giờ phải đi đâu để tìm người đây? Dạ, đi mau lên, đi hãy đi mau cho ta. Dạ, người đi mau, đi mau cho ta, đi mau, người là cái tên ngựa chết mà, bọn chúng đang hiếp ta, ngươi còn hiếp ta nữa, đi mau cho ta, cái con ngựa này thiệt là, đi mau cho ta, ngươi hãy đi á, trời ơi, con ngựa của tôi, hãy đứng lại cho ta, cái con ngựa chết này, đứng lại, trời ơi, con ngựa chết này, ngươi đứng lại cho ta. Con ngựa chết này đứng lại cho ta. Mau đi, đứng lại. Ngươi đi đâu vậy? Ngươi chạy đi đâu? Đứng lại cho ta. Trời đất ơi, làm sao bây giờ đây? Làm sao bây giờ? Còn nó cái chỗ này, không giữ ông, tự ông có chỗ đi hả? Chỗ này không có bóng người nào nữa. Làm sao bây giờ? Cả cái bóng người cũng không có nữa. Bây giờ làm sao bây giờ? Nào cũng như là tăng lên đường nữa, tăng lên đường đó, uống mau đi. Có người cứu rồi, thì do tiểu nhân chi lộ. Đứng lại, là tôi nè, là tôi. Chuyện gì? Tôi, con người của tôi đã chạy mất rồi, chạy tới chỗ kia xa lắm, nhưng mà tôi tìm không thấy. Ông nói đi, cái chỗ này không có người nào cả, tôi phải đi đâu bây giờ? Hả? Có ánh năng hả? Tôi đói quá rồi. Nè phu nhân, muốn đâu vậy? Tôi muốn đi Hòa Bình Trấn. Hòa Bình Trấn? Chúng tôi cũng đang đi Hòa Bình Trấn, nói không chừng bà có thể đi chung với tụi này. Đa tạ các ông. Được rồi, tôi cũng biết ca hát nữa. Biết ca hát à, dạ, ca. Ca nha. Đúng rồi, hay lắm. Trại chủ của Thiên Lâm Trại chúng ta đã chết rồi, bây giờ không có ai cầm đầu, chúng ta sau này sẽ làm thế nào? Đúng vậy, khi chúng ta đi giết, đi cướp của không thành vấn đề, nhưng mà trại chủ bây giờ chết rồi, chúng ta đã mất đi thủ lãnh, thì chúng ta phải nghe lời ai đây?
Nói không sai, trại chủ chết rồi, thế lực của chúng ta rất là yếu, nhất định chống không nổi cái đám Hoàng Bình đó đâu. Nếu là như vậy, hay là chúng ta được khỏi ở chỗ này đi. Đúng rồi, đây. Trại chủ các ngươi chết, còn có ta. Có ta ở đây mà. Thật ra các ngươi cũng đừng bi quan như vậy. Lúc trại chủ các ngươi còn sanh tiền đã cùng hoạn nạn chi giao với ta. Mặc dù bây giờ hắn đã chết rồi, nhưng mà vẫn còn có ta với các ngươi. Các ngươi là huynh đệ của Đinh Quán ở đây. Nhị hữu huynh còn sanh tiền rất là trọng nghĩa khí, ta cũng rất là kính phục hắn. Đinh Quán Nam ta tuyệt đối không thể mở mắt ra mà nhìn thôi. Sau khi nhị huynh đã chết rồi, Thiên Lang trại không có người thủ lãnh. Nếu huynh đệ tốt của hắn ta thì cũng là huynh đệ tốt của ta. Nếu các người không ghét bỏ Đinh Quán Nam ta mà vẫn còn muốn phát tài, thì Đinh Quán Nam ta tuyệt đối hoan nghênh các người để gia nhập Độc Yến trại. Tóm lại, sau này có cơm ăn cơm, có rượu thì uống rượu, không phân biệt, không cần biết ý kiến như thế nào thôi. Ta gia nhập, ta gia nhập, ta gia nhập, ta gia nhập. Vậy thì được rồi. Sau này chúng ta là hảo huynh đệ hả? Tài chủ, tài chủ, có chuyện gì không tốt à? Đừng nói phía Tây phát hiện một đoàn thương gia, hình như là có nhiều tiền bạc lắm. Chuyện tốt, các người mới gia nhập Độc Yến trại của ta thì đó là chuyện tốt lành rồi. Nè, chúng ta lần này hãy làm chuyện buôn bán thiệt là tốt đi. Tốt. Đôi chim đậu ở trên cành, lộc thủy thanh sơn mang nụ cười, vì sự bất tái thọ nô khổ, vợ chồng một đôi. Nè nè, các người có nghe tôi ca hay không? Tôi ca có hay không? Hay, mày cũng chơi ca hay lắm. Vậy để tôi tiếp tục ca, các người lắng tai nghe nha. Được. Ta cúi đầu hùng hồn tiến thẳng, ngày tháng tiếp tục trôi qua, gió bụi mênh mông đám mây trôi, không thấy bóng hình ta. Sơn tặc tới rồi kìa. Sơn tặc tới, chạy mau đi, chạy mau. Cướp đó tài vật. Giết hết tụi ta. Nè, lấy đồ đi, lấy đồ, lấy lên, đi, mau lên, đi, lấy hết tất cả đồ đạc đem về sơn trại, mau lên. Mau đi. Tỉnh lại đi, tất cả chết hết rồi sao? Trời ơi, tỉnh lại đi. Tại sao lại chết hết rồi? Tỉnh lại đi. Tất cả đã chết hết rồi. Tôi biết rồi, các người bị chết quan chết ức. Nhưng mà quan có đầu nợ có chủ, các người muốn trả thù hãy tìm đám sơn tặc ra mà báo thù đi. Tôi cứ tưởng là chúng ta có thể cùng nhau lên đường, nhưng không ngờ xem chút nữa tôi cũng bị giết rồi. Ủa, bà đã về rồi à? Bà đã về rồi à? Máu.
Sơn, Sơn Tạc. Hả? À, Sơn Tạc hả? Trời ơi. Còn nữa à, còn, tất cả chết hết rồi à? Còn, không, còn người à, một người. Một người, rồi sao? Một người, đi vào, đi xuống đây. Thật làm cho tôi khiếp sợ. Hậu Thiên, ông không có nhìn thấy đâu. Đúng một đau giết một người, đã giết rất là nhiều người. Máu chảy thành sông. Thật làm cho tôi khiếp quá, sợ quá. Mẹ, uống nước trà để định thần lại đi. Tôi nói cho các người biết, lần này đây ta chết đi sống lại, nếu không cả ly nước trà này ta cũng không uống được. Mẹ còn nói nữa, đã biết rõ con đường từ đoạn Hùng Cốc tới Hòa Bình Trấn này là đường xa dịu dợi, đáng lẽ để con cùng với Thạch đại ca tới đón mẹ về đây mới là đúng. Nếu mẹ biết được có Sơn Tặc, mẹ không thể nào tự mình từ đoạn Hùng Cốc đó về đây. Mẹ nói con nghe, cái chuyện này cái tên đầu sỏ đó giống như là kẻ không lương tâm, vô trọng mưu. Trong sự bất hạnh có may mắn, thật không ngờ chết đi một La Nhị Hổ, đã thêm vào một tên Đinh Quán Nam quanh hành bá đạo, làm sát vô tội. Được rồi, đừng có nói nữa. Hơn nữa tại Diệp Sảo lần đây, trong đời gặp tai nạn nhiều rồi, nửa đời người dở dang. Ngày xưa cứ tưởng là lấy được một người chồng như ý, có thể làm được vợ người ta để mà hưởng phúc. Không ngờ được cha của Tiểu Tuyền đã bỏ đi mười mấy năm, luôn cả tin tức cũng không có nữa. Đừng nhắc tới nữa, cái mạng của tôi rất khổ. Mẹ, chuyện này đã qua lâu rồi, tại sao bây giờ lại còn nhắc tới nữa? Nè, đứng lại, đứng lại, đừng có chạy, đừng có chạy, đứng lại, qua đây, đứng lại, qua đây, đừng có chạy. Đừng có chạy. Đừng có chạy. Tại sao? Tại sao làm như vậy? Đây nhưng cái đám Sơn Tặc này tánh hung tàn, giết người như kiến, có giang hồ đại nghĩa, cả cầm thú cũng không bằng. Xin ông đây hãy nghĩ qua. Đại nhân, xin ông hãy chủ trì công đạo, hãy bắt trói cái đám Sơn Tặc này lại để chặt đầu ở thị chống đây. Đúng rồi. Này có gì hơn thân phụ lão? Cái gì hơn thân phụ lão? Hãy nghe tôi nói đã. Đại nhân nhất định sẽ nắm phép công thi hành. Đúng. Lần này bổn quan nhậm chức tới đây là một trong những mục đích là dẹp sạch cái đám Sơn Tặc ở cái vùng này, để cho dân chúng được hưởng thái bình. Đồng ý trại cái đám Sơn Tặc này thật là quá khả ủ. Cái đám thổ phỉ làm sát vô tội này công khai cưỡng đoạt, thiệt là có luật pháp không có ra gì. Bổn quan không thể nào khoanh tay mà ngồi nhìn. Đúng. Nhìn tập giải cái đám Sơn Tặc. Tập nã. Phường Trấn Trưởng, đối với chuyện này ý kiến ông thế nào? Bẩm đại nhân, tôi hoàn toàn tán thành. Sơn Tặc một ngày không diệt, Hòa Bình Trấn có hưởng thái bình. Ta đồng ý cách nói của người, nhưng hiện nay triều đình vẫn chưa có đủ quan binh để phái tới đây trấn giữ. Cái chuyện đi diệt trừ đám Sơn Tặc này cần phải tính toán kỹ. Đại nhân xin ông hãy yên tâm, toàn thôn chúng tôi có thể cùng chung đối địch, toàn kết sẽ thành công, toàn lực đối phó Sơn Tặc không thành vấn đề, có phải vậy không? Đúng. Được. Nếu mọi người có quyết tâm như vậy, bổn quan hạ lệnh toàn lực lượng đi diệt trừ đám Sơn Tặc. Hạ sư gia. Dạ. Cho nhân mã xuất phát. Dạ. Tất cả chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi. Phần trưởng trưởng đã chuẩn bị thế nào rồi? Chuẩn bị xong rồi, còn thiếu ai không? Còn thiếu một người là Sài Đắc Thắng.
Ây dạ, đâu có kéo là để ta đi giết giặc mới được. Ta đi mà. Không có được, giết tôi chưa lại. Ây dạ, Mã Đại Nhân, Mã Đại Nhân, Mã Đại Nhân, Mã Đại Nhân, Mã Đại Nhân. Sao đáp tắng, sao người là như vậy? Ngày hôm qua tôi nghe nó phải đi dẹp loạn à. Khi tôi trở về lại cao hứng đập lên cái dáng lòng thập bát trưởng đó, kết quả là đánh gãy cây lớn, cái cây lớn đánh lại tôi. Đại phu bảo tôi hãy nằm trên giường nghỉ bệnh, không có được động đậy, nhưng mà tôi làm thế nào mà có thể ngồi yên được, không chịu đi dẹp cái đám thổ phỉ. Đừng có kéo ra để ta đi. Về nhà nghỉ đi, vô dụng thôi. Trời được tháng à, ngươi ở nhà tịnh dưỡng đi, chờ tin tức của chúng tôi. Bây giờ chúng ta xuất phát đi diệt trừ sở tặc. Đi. Thầy đại ca, huynh cần phải cẩn thận chút. Huynh biết rồi. Yên tâm đi, tiểu tiện của ta chiếu cố. Đi đi. Đi. Cả chủ, họ về rồi. Họ đã cướp được rất nhiều tài vật, còn có nhiều đàn bà nữa. Thế nào, lần này thu hoạch có phong phú không? Thưa chủ, chúng ta lần này cướp được rất nhiều vàng bạc châu báu và bắt được nhiều đàn bà để mà hiếu kính với trại chủ. Khá lắm, các ngươi thì có lòng. Được, đem tất cả châu báu này bỏ vào trong kho đi. Còn cái đám đàn bà này á, nè, thử cho tụi bay bổ đứa một con đó. Mau vô. Coi. Ở đây. Cái gì? Đừng. Là cái gì á? Cái gì? Bên ngoài xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì? Lúc này có đám huynh đệ từ trên núi về đây, đã phát hiện thằng Hậu Thiên và Phương Hữu Di có dẫn thêm một đám quan binh ở đang sông và hướng của chúng ta đó. Có biết phải là kéo đến đây mà đánh chúng ta hay không? Thưa chủ, bây giờ chúng ta phải làm sao? Đại nhân, chúng ta bây giờ mới được phát binh, để tới công đường Quảng Nam đi. Đại quân của chúng tôi đã dàn trận bên ngoài rồi. Như vậy phải chờ tới bây giờ mới hành động. Nếu như bị chúng nó phát hiện được, tới lúc đó bọn chúng sẽ không cơ hội chạy thoát. Hữu Di, lần này tấn công Thiên Lan Trại chỉ có thành công không được thất bại. Phương thiếu gia, quan phủ chúng tôi cả muốn diệt trừ cái đám sơn tặc này hơn ông đó. Đại nhân, đội nhân mã của chúng ta đã bao giờ chung quanh sơn trại rồi, có thể tấn công bất cứ lúc nào. Được, bây giờ chúng ta lập tức xuất phát tấn công Thiên Lan Trại. Dạ. Hữu Di, chúng ta phải giết hết cái đám Thiên Lan Trại này, không chừng một ai. Được. Đại nhân, đây chính là Thiên Lan Trại. Được, lập tức tấn công vào. Đại nhân, xin đợi một chút. Thanh đại ca chuyện gì? Ta cảm thấy Thiên Lan Trại có chút gì khác lạ. Trên đường chúng ta đi, cả một tên sơn tặc cũng không có. Bây giờ ở đây lại không một người để canh giữ. Quỳnh nói cũng đúng. Chứ theo lý luận, cái đám sơn tặc Thăng Liên Trại này không có dễ sơ hở, không có người nào để đứng gác. Hay là bọn chúng đã giải tán chạy hết rồi? Không thể nào, đám sơn tặc Thiên Lan Trại rất đông. Nếu như tạo một cái yên lặng, thiệt là không thể nào. Bọn chúng mới cướp về nhiều vàng bạc châu báu và phụ nữ nữa. Tôi e rằng bọn chúng đang bên trong hưởng lạc thú vui gì đó. Không sai, chúng ta tấn công vào để nó trở tay không kịp. Chúng ta người đông thế mạnh, chẳng lẽ sợ tụi nó hay sao? Mã đại nhân, tôi cho ý kiến có được không? Dù chúng ta đã có chuẩn bị, nhưng tôi sợ bọn chúng đã có đề phòng. Nếu mà hiểm đã bị xông vào, vậy thì mình đã trúng kế. Chúng ta sẽ bị chúng bao vây từ phía, có chốc cánh cũng khó bay. Nói có lý, tạm thời yên lặng để thị sát đi. Mã đại nhân, chờ lâu rồi. Đình Quán Nam, quả như ngựa đây, hôm nay ta sang bằng Thiên Lan Trại. Được lắm, nếu có ngàn hãy tận sức đi, thả ngựa qua đây. Phương thiếu gia, hãy cứu người đi. Phương thiếu gia, cứu giùm đi. Đại nhân, đi là người của Trấn Hòa Bình. Phương thiếu gia, cứu họ. Đình Quán Nam, nếu biết điều quá, hãy mau thả bọn họ ra đi. Chỉ cần ngươi đồng ý cái điều kiện của ta, thì ta lập tức sẽ thả người. Điều kiện gì? Rất đơn giản, ta muốn 1.000 lượng vàng, 50 con phi mã. Người thì là ngốc cuồng, hoàn toàn tuân theo. Ngày mai trước khi trời sáng, ta chỉ muốn lấy thứ mà ta muốn. Nếu không, ta sẽ giết chết hết bọn chúng, sẽ đến ngày tận số. Các ngươi hãy suy nghĩ cực kỹ đi, ta không có thể chờ các ngươi lâu đâu. Không được, cái điều kiện này chúng tôi không thể nào đồng ý được đâu. Nếu như thả cọp dưới rừng, sau này nếu như muốn bắt chúng thì rất là khó khăn. Tôi cũng muốn sớm ngày để sang bàn cái đám đồng ý trại này,
Nhưng mà bây giờ có nhiều người đang ở trong tay của bọn chúng. Chúng ta không thể nào ngồi nhìn cái đám đàn bà đó bị bọn chúng giết chết. Đúng, đại nhân. Quan sự trọng đại, không thể nào xử lý sơ sài được. Các người nói chuyện nghe thật dễ quá. 1000 lượng vàng đó, nếu như thật sự đã bị bọn chúng lấy đi, có phải là do tiêu cục của các người cùng với Phương gia để mà cảnh giác? Ê, vàng bạc là chuyện nhỏ, nhưng mạng chuyện lớn. Nếu muốn bảo tồn tính mạng của thôn dân, chúng ta phải làm theo điều kiện của chúng nó đưa ra. Tới khi đó chúng ta dụ bọn chúng chiêu hàng, chuyện này ta không bàn tới. Chúng ta hãy suy nghĩ còn có cách nào hay không. Đại nhân, có phải ông muốn làm như vậy hay không? Người biết cái gì? Bây giờ sự việc đã lớn rồi, nếu để xảy ra bất cứ nhân mạng gì, triều đình biết được, cái nón ô sa ta giữ không được đâu. Nhưng mà phải lấy ra chỉ 1000 lượng vàng đó, còn có 50 khoái mã nữa. Chẳng lẽ ông định làm dân hiến với cái đám sơn tặc đó hay sao? Đương nhiên ta không cam tâm đâu, nhưng mà bây giờ thì hết cách rồi. Làm thế nào có thể bảo vệ tính mạng thôn dân? Tới khi đó họ coi ta như là Bồ Tát tái thế, lông dê mọc mình dê thôi. 1000 lượng vàng này ta sẽ lấy trở về, thậm chí không ngừng, không thiếu một lượng đâu. Mong là đừng quấn nam giữ lời hứa. Có phải Quy Bần Tâm sau khi hắn lấy được vàng bạc và ngựa không chịu thả người? Nếu như không hứa với bọn chúng thì cái đám người đàn bà đó sẽ bị chúng giết. Phủ thiếu gia Thạch Tiêu Đầu, thức ăn chuẩn bị xong rồi, có thể mang đến Thiên Lang trại. Ê Huy Diên, có cách rồi, lên xe ngựa chờ ta, ta tìm mã để nhận thương lượng chút. Tôi đã phụng mạng của Mã đại nhân đem cơm cho các người ăn. Được. Đi quá. Đồ ăn thơm quá ha, ngon quá lắm mà nghe. Đúng rồi đó, thơm quá. Nhưng mà chẳng lẽ ngươi không sợ bọn chúng bỏ chất độc trong thức ăn này hay sao chứ? Ngươi đừng có lo, ngươi tưởng rằng bọn chúng không sợ chúng ta giết chết ra đã đàn bà đó sao? Ngươi nói cũng đúng. Thôi được rồi. Nè, qua đây. Dạ. Khiên đồ lên vô trong đi. Khiên đi. Cẩn thận nha. Sao mà nặng quá vậy? Nặng quá. Cẩn thận. Dạ, đem vô trong. Đi phía khu rừng đó, sẽ có người tới bứng, nhanh lên. Thành đại ca còn không sao? Thành đại ca đi chung chúng tôi đi. Ta sẽ đánh lạc hướng bọn chúng, cá người chạy mau. Nếu để chúng phát hiện thì không kịp nữa. Chị nhanh lên. Thiếu gia, Mã đại nhân đã nhìn thấy rồi, chúng ta đã nhìn thấy Thiên Lang trại bị cháy. Nhất định kế hoạch của Thành đại ca đã thành công, chúng ta hãy tiếp ứng cho hắn. Mã đại nhân, chúng ta cần gì phải gấp? Thiên Lang trại đã bị cháy, chần chờ cái gì nữa? Hoàng phủ chúng ta người đồng thế mạnh, thật ra không đáng sợ cái đám sơn tặc này đâu. Tại sao không đợi cho bọn chúng với cái đám thuộc tất cả nghe đây nhau, đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Chúng ta bây giờ chuẩn bị sau xuất đó, phát. Tới lúc chúng ta sẽ xuất hiện, nếu được như vậy, chúng ta có thể làm người ông đắc lợi. Bây giờ tôi đi qua bên đó, lỡ như đại nhân có bị tổn thất gì, như vậy không có tốt đâu. Không sai. Ở đây chờ các người đến xong rồi, chúng ta sẽ đi qua đó cũng không trễ. Đinh Quảng Nam, Mã đại nhân thì không ngờ chính ta đích thân tới đây nghinh tiếp các người. Oh,
gần tay. Hả? Má đại nhân, không muốn hắn chết, bỏ binh khí. Thả má đại nhân ra. Người có bản lãnh thì chết chung với ta, cùng lắm ta chết chung với hắn thôi. Ờ, xin được, có chuyện gì từ từ nói, chúng ta cũng có thể thương lượng mà. Có cái gì để thương lượng chứ? Đã tới mức độ này rồi, có chỉ cần ngươi đừng có giết ta thì bảo đảm các người an toàn rời khỏi chỗ này. Xin hãy tin tưởng ta, ta là mệnh quan triều đình, đang đứng trước mặt đám đông, ta không thể nuốt lời đâu. Ngươi thiệt không nuốt lời hay sao? Thả ta ra khỏi chỗ này à? Đúng, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, ta hứa ta sẽ thả người, nhất định thả người ra mà. Đại nhân của chúng tôi nói ra là những lời mà đã hứa với người rồi, thì ngươi hãy yên tâm đi nha. Hả? Nếu là như vậy, các huynh đệ đưa mã đại nhân bình an xuống núi. Chờ một chút, nhưng mà nói đi thì phải nói lại, nếu như ngươi tiếp tục làm sơn tặc, ngày hôm nay ta tha cho ngươi thì được rồi, e là sau này ngươi vẫn chết dưới ngọn đao của triều đình. Nói như vậy ta sẽ giết chúng bây giờ. Xin hãy bớt giận, xin hãy bớt giận. Hãy nghe tôi nói đi. Cái ý của bổn quan là bọn ngươi làm sơn tặc suốt đời sẽ bị quan quân đuổi bắt thôi. Hay là cải tà quy chánh đi. Hồi nãy anh ta có để ý rồi à, võ công của ngươi không có thua Thạch Hạo Thiên đâu. Bây giờ muốn cái gì? Triều đình đang cần người tài giỏi. Ý của mã đại nhân đi là nếu như ngươi cùng với đám huynh đệ này đồng lòng quy thuận triều đình, thì sau này ngươi không cần phải trốn tránh triều đình nữa. Như vậy ngươi có thể hưởng bổng lộc của triều đình. Tại sao ngươi không làm chứ? Quy thuận triều đình à? Tức cười. Từ trước tới giờ ta làm sơn tặc cướp của, giết chết bao nhiêu người, thì triều đình có thể nào tha ta cái tội sơn tặc? Chuyện này bổn quan sẽ thỉnh với lại triều đình đó. Nhưng mà nếu muốn xét là người muốn lấy công chuộc tội, đem hết đám sơn tặc này ra để mà chiêu hàng, như vậy bổn quan sẽ giúp người thuyết phục với triều đình. Mã đại nhân, tôi cùng với các huynh đệ thương lượng qua rồi, sau này không làm sơn tặc cướp của giết người, và cũng không làm chuyện phi pháp chuyện xấu. Cái lá cờ này tôi xin giao lại chồng. Thiên Lang trại và Độc Yến trại từ nay về sau không còn trên giang hồ nữa. Được. Bây giờ ngươi đã cải tà quy chánh, hy vọng các ngươi thiệt lòng lãng tử hồi đầu. Chúng tôi đã quyết định rồi, sẽ giúp triều đình bắt hết cái đám sơn tặc còn lại, để báo đáp đại ân đại đức của đại nhân đó. Được, các ngươi đã quyết tâm như vậy tối hẹn gặp lại. Đại nhân, không lẽ ta chúng nó đi về sao? Ông tin hắn sẽ cải tà quy chánh hay sao? Rất khó được Đinh Quảng Nam có lòng hối cải. Chúng ta cũng lại cho hắn một cơ hội để làm lại con người mới. Mã đại nhân, cho dù bọn chúng chịu hối cải, nhưng bọn chúng đã giết chết bao nhiêu người vô tội, giờ còn đến cướp giết hại những thôn dân trong trấn Hòa Bình, cái món này là tính sao? Hắn đã nói rồi, lấy công chuộc tội mà. Nhưng mà hắn đã giết chết bao nhiêu người, tội này phải chuộc sao? Phương Hữu Di, giảm vô lễ cho đại nhân. Ta nói cho người biết, cái chiêu hàng này là triều đình dùng phương pháp lấy tặc trị tặc. Chỗ này không tới phiên ngươi nói chuyện đâu, ngươi cũng không có quyền hỏi. Mã đại nhân, Hữu Di, tôi. Thành đại ca, Hữu Di, các người đã về rồi, chuyện bên đó thế nào rồi? Muội quá là lo lắng. Ây da, các người bình an trở về rồi à? Thật là cảm ơn Bồ Tát đã phù hộ. Để bảo mẫu lo lắng thì là xấu hổ. Tôi chỉ nhìn thấy tiểu tiện suốt ngày lo lắng trai người mà ăn ngủ không yên hồi hộp cả ngày, cho nên cầu khẩn với Bồ Tát phù hộ cho các người bình yên trở về. Mẹ. Ây da, thiệt là. Hữu Di, nhìn thế nào rồi? Có phải là chưa bắt được Đinh Quán Nam? Tôi cần nghĩ ra thứ. Nếu bắt được hắn thì làm sao? Cũng giống như là không bắt được. Hứa gì à? Ngươi đang nói gì vậy? Thật sự có bắt được hay không? Hãy nói cho rõ ràng đi. Chúng tôi cực khổ bắt được cái đám sơn tặc đó, không ngờ mã đại nhân chiêu hàng bọn chúng, sau đó thả bọn chúng ra. Chiêu hàng? Sơn tặc chỉ quy thuận triều đình à? Không có làm chuyện gian dâm cướp đoạt. Bọn chúng nói vậy. Tôi thật không hiểu mã Dương Trung muốn làm gì đây. Cực khổ lắm mới bắt được cái tên Quán Nam, bây giờ đã thả hổ về rừng. Có thể giống như hắn nói, là sự bài của triều đình. Không cần biết là nói thế nào, chỉ cần bọn chúng không làm sơn tặc, như vậy sau này Hòa Bình trấn của chúng ta sẽ được hơn những ngày thái bình, thì các người đâu cần phải đi bắt sơn tặc. Đúng vậy,
chỉ cần các người bình an trở về thì vạn sự đại kiết rồi. À, lão già, những quả trứng này là do gà mái nhà tôi đẻ đó, đây là trứng mới. Các người quá cá sáo rồi. Phương lão già, những khúc chảy này tôi mới từ lãnh trấn có mua về đây mang tặng cho ông và phu nhân cùng với thiếu gia để mà may quần áo mặc. Nhận đi. Cảm ơn. Cũng may nhờ ông thông lãnh châu sư cho nên chúng tôi mới có được sự sống ở Thái Bình. Ông nhận lấy gì mà đúng rồi đó, nếu mà không nhận rồi cứ nhận đi nè. Đám thôn dân đây phải rồi đó, ta ôn nhục 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 nhận lấy đúng rồi, phải lâu lắm rồi ta không nhận nữa đâu, ta chỉ nhận lấy con đồ này thôi. Được, cảm ơn cái gì. Phương thiếu gia, cảm ơn nhận đi mà. Cái gì, chúng ta đều là người của Hòa Bình Trấn này, ra một chút sức lực đó là chuyện chúng ta phải làm. Tóm lại tất cả mọi người sau này sẽ không còn sợ cái đám xe tặc nữa, chúng ta có thể ra vào bình an rồi. Phải đó, Phương thiếu gia, hãy nhận những món đồ của chúng ta. Cái gì? Cảm ơn. Thật ra đã tặng cho chúng tôi rất nhiều quà quý trọng, còn tất cả thứ khác chúng tôi chỉ nhận một ít mà thôi. Chúng tôi sẽ cảm ơn các vị. Được rồi. Thật sự chúng ta sau này cần phải đồng tâm hiệp lực, đừng có suy nhược, không cần sợ đám xương tặc nữa. Vậy Hòa Bình Trấn sẽ được vĩnh viễn hòa bình rồi hả? Cái chuyện tuyển chọn trấn trưởng chúng tôi ủng hộ ông đó. Ủng hộ. Trấn trưởng ông vì chúng tôi ra sức rất nhiều đó, và giúp đỡ chúng tôi rất nhiều việc. Ông không làm trấn trưởng thì ai đủ tư cách làm trấn trưởng đây đó, đúng không vậy? Đúng rồi. Cảm ơn các vị đã ủng hộ cho tôi tiếp tục làm trấn trưởng ở đây. Cảm ơn các vị. Ông nhất định toàn tâm toàn ý để ra sức vì tất cả thôn dân trong trấn này. Đa tạ. Cảm ơn các vị. Chúng ta gặp bạn theo dạ. Dạ. Có được không? Tạm biệt. Xin mời từ. Xin chào đi. Tạm biệt. Xin chào. Tạm biệt. Cảm ơn nha. Cha xem có đông người thôn dân ủng hộ cho cha. Vậy còn sợ cái gì nữa? Cha còn sợ tên sao đắc thắng hay sao? Cha vẫn lo lắng cho mẹ của con. Bà bệnh nặng lâu rồi, đã mời không biết bao nhiêu đại phu cũng không thấy hiệu quả. Ai nói là không hiệu quả? Mẹ, cha. Phu nhân, sao không ở trong nhà nằm nghỉ ra đây làm gì? Mẹ, hôm nay tôi thấy khỏe rồi, nếu không thì đâu có kêu Tiểu Lan đưa tôi ra đây để đi tản bộ. Tốt lắm, cha luôn lo lắng cho mẹ. Cái gì tự do làm trưởng trưởng cha không muốn làm. Ông đừng có như vậy. Lão già vì Hòa Bình Trấn mà ra sức vẫn là cái tâm nguyện của ông. Lão già yên tâm, chuyện của tôi ông đừng có lo lắng. Phu nhân, hôm nay nhìn thấy bà được khỏe tôi rất mừng lắm. Cha, con thấy mẹ hôm nay khỏe lại nhiều rồi, cha yên tâm mà đi. Mẹ, đi con đi hút vài thang thuốc về nấu cho mẹ uống. Con hút thuốc về mẹ uống thì sẽ khỏi bệnh ngay. Hả? Đứa con này thiệt hiếu thảo. Sao lão già đừng có đi phạm tiền của tôi nha. Tôi khổ lắm à. Nè, hãy bỏ phiếu xài lão già, đối với người có lợi. Nếu người không bỏ phiếu cho ông á thì người sẽ bị hại đó. Dạ ông chủ Tần, với cái sự quan hệ của ông, bỏ một lá phiếu đối với ông không có vấn đề gì chứ. Nhưng mà cái chuyện này tôi... Hãy ông chủ Tần, nếu như thiếu đi một lá phiếu, chúng tôi lập tức sẽ phá cái tiệm của ông đó. Nhưng mà xin ông mới được phá tiệm của tôi nữa, tôi xin gian cầu ông. Sao lão già, tại sao rảnh ra đến đây ngồi để mà kêu người ta bỏ phiếu cho ông mà? Tên Hợp Phương kia, người nói chuyện phải cẩn thận. Ngươi có thể đi khắp nơi giúp cái lão tử già ra lấy phiếu mà. Thật đáng tiếc, ngươi đã đến trễ một bước. Ông chủ Tần đã đồng ý bỏ phiếu cho lão già chúng tôi rồi. Phương thiếu gia, sự thật thì tôi... Được rồi ông chủ Tần, ông không cần nói nhiều. Muốn chọn ai thì ông chọn, đây là quyền của ông, ta không nói được. Phải, lần trước tôi có nói với ông hút thuốc, thế nào, đã làm xong chưa? Tôi đã chuẩn bị xong rồi, để tôi vào trong lấy thuốc cho ông. Đi mau đi. Dạ. Sao lão già, cha của tôi được tuyển chọn, từ trước tới giờ không bao giờ đập phá tìm người ta để mà hù dọa. Điều do các bá tánh ở đây tự nguyện bỏ phiếu cho cha của tôi. Như vậy cái tình huống trước mắt mà nhìn thấy, tôi sợ rằng có người nào đó sẽ thua một cách thê thảm. Mà nói về lễ về đây. Phương lão già, cho ông nè. Ông nhớ rõ nghe, 4 chén nước sắt lại còn 1 chén đó. Được, cảm ơn ông. Bảo trọng nha. Đúng rồi, sau này nếu có chuyện gì khó khăn cứ nói thẳng ra đi, gia đình chúng tôi sẽ giúp cho ông. Đa tạ Phương thiếu gia. Thiếu gia từ từ nha, tôi không tiễn nữa. Hay, ông chủ Tần, ông chủ Tần. Dạ. Nhà của Hoài bệnh vậy? Là Phương phu nhân bị bệnh rồi, cho nên Phương lão già vì cái chuyện này luôn luôn lo lắng, thậm chí muốn bỏ luôn cái việc tuyển chọn trấn trưởng. Rất may trong lúc này cái bệnh của Phương phu nhân đỡ rất nhiều, cho nên Phương lão già sẽ tham gia về cái chuyện tuyển chọn trấn trưởng đây.